tự nhiên mà rồi khủng lồ luôn các bạn. Thì nguyên liệu mình gồm có ha, cái này là khoảng nửa ký thịt bò các bạn. Còn cái giò sống này cũng khoảng là 400g ha. Còn cái này á, muối, tiêu, bột ngọt, đường, hạt cà no, với lại có củ cải trắng nè, với củ cà rốt, với lại tỏi, với lại hạt nở, với lại bột bắp, với có hai gói mì với hành lá ha. Và bắt đầu là mình sẽ ướp cái phần thịt bò với lại giò sống trước nha. Và bây giờ là mình sẽ ngâm cái bột nở vô trong cái bột bắp này ha. Đặng mình để cho nó nở lên tí xíu. Bột nở mình bỏ vô trong cái bột bắp. Cái mình cho một ít nước. Mình quậy lên. Rồi đấy, mình sẽ cho cái phần cái bột nước bột này nè, để vô trong cái thịt bò các bạn. Cho nó nước mà mình là nấu á thì nó sẽ nở lên ha. Bây giờ là mình sẽ ướp cái thịt bò ha, mình sẽ đem qua tay cho mình ướp thịt bò. Cho nó thịt bò vô đây luôn. Để giò sống. Cái phần ướp á thì bây giờ là mình sẽ cho tỏi vô hết ha. Còn trong đây nè, muối, đường, bột ngọt, tiêu với hạt cà no ha, mình cũng cho hết luôn. Mình cũng cho thêm một ít nước mắm nha. Với lại mình cũng cho thêm một ít dầu ăn. Và bắt đầu là mình sẽ trộn đều lên nha. Rồi bây giờ cái phần bột nở với bột bắp á, mình sẽ quậy mình để vô chung luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn đều lên. Để cho mình ướp khoảng 15 phút á. Trong thời gian đó mình sẽ sắc củ cà rốt với lại củ cải trắng ra ha. Mà củ cà rốt với củ cải trắng á, mình cũng sắc hột lựu á, mình để các hạt nêm vô trong. Còn cái phần mì gói này nè các bạn, hột hồi á mình sẽ ngâm ra. Mà khi mà mình nắn cái cục thịt bò này nè ra thành một cái cục bự á, thì mình sẽ để gói mì gói này vô nha. Bây giờ là mình sẽ ngâm mì gói nha. Mình sẽ trộn hai gói luôn. Tại vì mình làm ra thành 12 viên đó các bạn. Cho nên là mình sẽ ngâm hai gói ha. Cái ca này nè là ca nước lạnh đó nha các bạn, mình không có sử dụng nước nóng nha. Cho nó nở ra thôi à. Bây giờ là mình sẽ để cho nó nở ra nha. Và bây giờ là mình tiếp theo á, là mình sẽ cắt củ cà rốt ha, hành hột lựu. Bây giờ cái phần thịt bò á, bây giờ nó đã thấm rồi ha. Và bây giờ là mình sẽ chia ra làm thành hai viên nha. Cái mì á mình cũng để cho nó ráo rồi ha. Đó, giờ mình lấy hết một cọng mì một gói luôn. Bây giờ là mình sẽ cho cái phần củ cải
trắng, cây đỏ. Bây giờ đó là mình sẽ lấy cái phần ni lông này nè các bạn, mình túm nó lại ha, để cho nó tròn. Xe nó lại thôi, mình cầm đây nè. Bây giờ là mình đã xong được một viên rồi ha. Và bây giờ là mình sẽ làm tiếp cái phần viên còn lại nha. Đó. Nè. Ha. Rồi bây giờ hai cái viên bò viên á, bây giờ đã xong ha. Nè các bạn, bây giờ cái nồi nước á mình cũng đã nấu sẵn ở dưới rồi, bây giờ đợi nó sôi lên rồi mình sẽ để hai cái viên giò viên này vô. Rồi bây giờ cái phần nước đã sôi rồi ha, mình sẽ để cái phần rau củ này vô luôn. Hồi nãy mình cũng sắc giò viên hột lựu á cũng có còn dư á. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ cái viên vô nha. Tưới lên như vậy nè, đặng cho nó chín. Các bạn thấy không, mình trở được luôn rồi ha. Rồi bây giờ cái phần này nó chín nè, cái phần bề ngoài rồi các bạn. Bây giờ là mình sẽ để cái phần viên còn lại tiếp theo nha. Rồi mình nấu. Rồi bây giờ là mình nấu, khi nào nó chín á thì mình sẽ cắt ra mình ăn nha. Đó, đã ghê. Một hồi á mình cũng nêm nếm thử coi cái nước lèo này nè, coi nó có vừa ăn hay không ha. Nếu mà chưa có vừa ăn á, tại mình bò viên á hồi nãy là mình cũng có để bột nêm sẵn ở trong đó đó. Nếu mà nó không vừa ăn á thì mình sẽ nêm nếm lại tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Các bạn, mình đã nấu nó chín hai cái cục bò viên rồi đó các bạn. Thì bây giờ đó là mình sẽ cắt ra, ý mình sẽ múc ra cái tôm gì này, mình cắt ra cho tụi nhỏ nó ăn nha. Là mình sẽ cắt ra cho tụi nhỏ nè nha. Bây giờ một viên như vậy nè, mình sẽ cắt ra làm 4 nha, cho tụi nhỏ nó ăn. Múc ở chỗ có gì đâu nè, có mì gói. Lần đầu mới thấy cục bò viên khổng lồ phải không? Đạt ăn hết cục này không ta? Đó, nhìn hấp dẫn nè các bạn.
ở trong có mì gói nè. Rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra cho tụi nhỏ nè ăn nha. Đã ha. Siêu nhỏ. Còn cục nữa kìa, hồi cho Lâm ăn mình luôn. Thấy không, cái mì gói á nó dính vô chung với cái lại viên thịt bò nè đó, mình để như vậy nè, mình đặt có mì gói vô á, mình ăn cho nó nhỏ, nó ăn nó sẽ no hơn nha. Bây giờ mình sẽ gấp tiếp theo cho tụi nhỏ. Cho đứt gà hả? Nè các bạn, còn một cục này nữa là các bạn, còn một cục nguyên chứ, còn một nguyên nữa nè. Đó, nhìn hấp dẫn ghê không? Này ăn một nguyên này là no, chắc no cả buổi luôn á. Đây là bao nhiêu không mà. À. Đó, hai tô rồi nè các bạn. Vậy mà mì gói cũng đâu rồi em ha. Nó cũng dính vô đó luôn ha. Rồi bây giờ là mình cũng cắt xong hết rồi đó. Bây giờ là mình sẽ cho cái đứa nhỏ nó ăn nha. Nè các bạn. Nè. Bây giờ mình cũng sắn thử ha. Thử coi nó có dai hay không nha. Hơi dai. Dai nhất luôn hả? Dai. Ồ. Hấp dẫn ha. Sao Đạt, ăn sao Đạt? Ngon không? Con vịn cái tô, vịn cái tô con. Để hồi con sắn là xuống đất là con nhịn luôn, làm cái gì á? Cái mì á, nó cũng không có bị bở ha. Nó cũng còn dai lắm luôn á các bạn. Bác Tư sắn cho Đạt đây bác Tư. Bác Tư sắn cho. Rồi Lâm bưng đổ một lum rồi con. Cắn luôn hả? Khỏi sắn hả? Cắn. Nó sắn không được. Tại vì sao cái bò này hơi dai nè? Tại vì có giò sống nào vô nên là nó dai. Mà nó dai mới ngon chứ, dụ như nó bở rệt đâu có ngon đâu em. Đúng rồi. Rồi đó, bác Tư sắn rồi đó, Đạt ăn đi Đạt. Rồi ăn xong cái cục này, ăn cái tô này xong rồi có ăn cơm nữa không? Có ăn cơm nữa không? Ăn nữa hả? Ôi ăn dữ vậy. Ăn mạnh dữ vậy. Cái bò này ho quá trời kìa. Bệnh rồi, ăn đi rồi hồi uống thuốc. Còn Lâm ăn gần hết luôn hả? Sao ăn sao Trân, ngon không Trân? Ăn ngốn vừa ăn được tự thôi. À, các bạn thấy cái món này nó cũng tương đối lạ ha các bạn. Lâu lâu mình chế biến mấy cái món mà nó tương đối nó hơi lạ lạ vậy nè, cho mấy đứa nhỏ nó ăn nó không ngán các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu thích thì like, chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Xin chào các bạn.